vô đây, tôi có bất ngờ cho ông nè. Làm gì đây? Nè, 1, 2, 3, nhìn lên. Này mẫu phỏng quá, trời là trời, tỉnh tao. Đẹp má. Trời. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Ok, hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay hôm qua ông vừa đi chợ nên là tôi sẽ kiếm cái gì đó vui vui. Kiếm cái nhà ông có cái gì đó để cho. Mà cho nó gì cho ta? Thấy gì không? Cái tấm hình này là ổng tâm đắc nhất là kỷ niệm ổng lúc mà ổng làm PT. Ổng không cho ai đụng tới tấm hình đó, ổng sống mái với người ta đó. Thì hôm nay tôi sẽ lấy cái tấm hình đó xuống. Đây, hôm nay tôi có chuẩn bị sẵn cái này. Nhìn quen không? Nhìn quen không? Nha. Mấy bạn nhớ cái vụ mà xịt đầu tôi không? Này, trứng đồ nè, xịt đầu, xịt tóc rồi. Đấy, đấy. Tôi mua đây. Trả thù đây. Rồi bây giờ không biết nào ông về nên là tôi sẽ tranh thủ tháo hoàn ông xuống. Rồi ông biết thế nền lễ độ đại đông già. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy hình xuống và xịt cái này lên. Mấy bạn nên nhớ đây là dạng kê xịt, xịt tóc nên là xịt ga nha. Mấy bạn đừng có lấy sơn kiểu xịt sơn xe này kia, nó không có ga nha. Ok, tiếp theo, trước khi sơn này lên mình sẽ sử dụng băng keo. Mình sẽ dán bít cái này lại, dán bít hành võng lại. Trừ trường hợp cái này nó sẽ dính vào hành ổng, coi không nha. Và tôi mệt cho ổng thiệt á. Lúc về ổng sẽ quýnh quán, ổng sẽ không biết, ổng không thấy cái băng keo này đâu. Rồi, bây giờ nhìn bên trong. Hello ông già. Ui, đẹp trai dữ à. Rồi, ok, lại con anh tôi à. Mày cắt má đi làm lại. Hãy dẹp chai ăn chi. Ok, xong vài phút cày bừa vất vả thì đây là thành phẩm. Khó thấy lắm, bằng keo trắng nên là rất là khó thấy. Rồi, bây giờ tới lúc vui. Ok. Đó. Sai. Anh nghĩ là tivi hả? Hòa tivi, hòa pilot hả? Hòa pilot hả? Nghe đây. Nghe đây. Nghe đây. Nghe đây. Nghe chơi một cái ha. Nào. Quá ổn định luôn. Hãy subscribe.
Nó đã. Nó đã. Ôi. Em mà nhìn kỹ nha. Đây là tác phẩm Picasso bán mấy chục triệu đô đó ba. Bruh. Ừ, trên Picasso đó ba. Damn. Ok. Bước tiếp theo. Mình sẽ tạo bất ngờ cho. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ đường dẫn đi vô nhà ông, để cho ông biết bất ngờ ở đâu ông nằm đâu. Bây giờ mình sẽ xài sơn xanh. Ok. Tiếp theo. Bớt. Chưa. Thôi chết hết rồi. Bất ngờ chưa. Vừa đúng hết luôn mấy bạn. Rồi. Ok. Quên cho các bạn chiêm ngưỡng. Trời chanh bị cái xù. Ok. Rồi mình đạp sang luôn rồi. Quá trời đẹp, quá trời đẹp, quá trời đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đợi ổng về. Mình sẽ ngồi đợi ổng về. Quá đã. Ok. Bây giờ thì ngồi đợi ổng về thôi. Bếp đi nãy giờ cũng hơi bị lâu rồi. Ngồi đợi trong vô vọng thôi. Hình như ông về mấy bạn. Ông về, ông về, ông về, ông về. Ê! Hello ông già. Có bất ngờ cho ông đó. Dễ gì vậy? Dễ gì kể tôi. Tôi quay gì nữa đây? Quay gì kể tôi? Vô đây tôi có bất ngờ cho ông nè. Tạm diễn tới. Nè 1, 2, 3 nhìn lên. Trời ơi, đậu muốn khóc mà chơi. Cái trò gì kỳ như vậy? Trời ơi, cái hình của tao mà vẽ gì đó hả? Ê, Picasso hơi bị đẹp nghe không anh? Giỡn hoài. Bán có gì mày chơi đó không? Tấm này bán được mấy chục triệu đô á trời. Cái đầu mày với chị đó. Tao bị vẽ cái nhẹ chân nè trời. Mày xịt cái nhẹ chân gì rồi sao ra? Gì được rồi, thôi. Phải thôi thật chứ, thằng này. Đậu nó hỏng đó, trời ơi, trời hình của tao. Đẹp má. Trời ơi, hình này mấy năm trời rồi, em thấy nó cũ em mới sơn lại. Cái gì cũng phải. Vậy quýnh được cái thằng trời. Đẹp bổ. Mày gửi tao ra tao mình cắt nha. Nghe, nghe mày tẩy ra tao mình cắt tao, tao không biết.
Đậu phộng thì mày cộng gì mày chơi không? Không cần phải rửa, em nói rồi cái này rất là đẹp, anh không thấy à? Đẹp cái đầu mày, nó, cái mặt màu, xịt dây chen màu, mày nó dẹp cái máy qua bên này. Màu nè, thấy không? Nó màu rất là hài hòa. Trời, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, nó hài hòa như vậy mà anh cũng nói hài cái đầu mày chứ hài. Nó hài anh tin hòa không? Nó hài hòa đó anh, hòa anh cũng hài nữa không? Nó mày rảnh quá trời. Bắt con phá con tắt được gì được, mày đừng có đụng cái hình của tao. Trời trời, cái hình của tao thì không ai dám đụng mày, dám đụng. Mày còn gì mày chơi không? Nè, còn thấy được mấy cục tạ nè. Tạ cái đầu mày. Bắt trò mà mày bắt trò chơi luôn, thiệt luôn, mày còn gì mày chơi không? Thiệt luôn á. Chèo đi, anh còn nhiều mà lo gì, nay làm hình biết cách show đi. Nhiều. Thôi, để đi. Đẹp mà. Mày biết công sức của tao làm ra tới còn có tấm hình một đó mày làm cái trò đó mày chơi. Trời. Mày hết trò mày phá cái gì á. Ông kỳ quá mấy bạn. Mình sơn nó giống đẹp đẽ gì mình biết cách show. Mà ông lại chửi mình, anh em thương nhau vậy thôi chứ, đúng không? Cậu xanh đó mày đi ra tiệm mày gửi cho tao tấm hình khác nha. Mày kiếm ra tấm hình y chang vậy nha. Dễ mà. Trời. Dễ mà đứt thôi, đó để gì đi cho nó đẹp. Tẩu xanh mày đẹp. Mày đứng cái mặt nó xịt cho mày đẹp. Anh khó tính quá. Để co lại cái mình cho anh co cho cái đẹp. Đầu mày co cái hình co đẹp với mày đi phá gì đó. Co, tao co, co như bắp mày co. Hết trò chơi luôn chứ. Rồi sao ra? Xong ra, trời ơi, đi rửa là được rồi, đi rửa xong quan sổ cái rửa, mày xịt mấy ngày gì xong rồi mà rửa. Cái đậu hổng mày. Trời là trời. Hết đó nó nổi luôn á. Mình khó tính quá. Mới đi chút xíu mà về là cái này nhà cửa rồi hình là mấy nhạy chân luôn rồi. Mày còn gì mày chơi không? Mày có nói mày còn gì mày chơi mày nói luôn đi, mày quậy nó đi. Không thiệt đẹp mà mấy bạn thấy đẹp. Đậu, thiệt không? Không nó thiệt chứ. Picasso. Đó. Là đồ của tôi. Nó chơi kiểu này nè. Mày xịt cái kiểu này rồi sao mày để ra? Rồi rửa sao ra? Em kêu để đi, rửa cái đầu mày chứ để. Anh ngủ quá trời. Trời. Phá cũng vừa phải thôi. Ủ hỏng mày chứ. Tôi bắt cũng hỏng mày dẹp máy mày. Không có hình cái gì mà nó đẹp gì mà nó đi xịt như là mấy nhây như vậy nè. Tao không biết mà giờ mày đi mày rửa tao hình khác cho tao, tao không biết đâu. Rồi anh lột áo ra đi, em chụp hình em đăng lên đằng. Cái đầu mày, dẹp mày. Giờ sao được vậy? Wow, Dũng biết nữa. Wow, bất chết 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 phá vừa phải thôi. Rồi giờ gì sao ra? Rồi mày kiếm cách nào mày gửi cho tao à? Tao không biết á. Ủa phỏng nó thiệt chứ. Hết chuyện phá, để chỗ nó phá cái gì không dẹp cái y nhẹ chân nè. Rồi sao ra? Trời ơi, này gì đâu, trời ơi, này lấy dầu lửa ra rồi. Này hình này treo đó. Tao lửa cái đầu mày á. Còn tôi lửa cái đầu mày luôn á. Tao tẩy cái đầu mày luôn á. Mới đi xíu nó xịt nhà cửa nè. Bây giờ quậy luôn tấm hình luôn. Trời ơi trời. Quá mà thì luôn trời. Còn cái gì mày chơi đâu vậy? Thôi, gì được rồi, hồi lấy tấm khác treo lên, anh cứ lột áo chụp hình á. Anh lột áo ra đem chụp hình lại. Đâu anh lột ra đi. Biết mấy năm tấm hình tôi mấy năm chưa? Tấm 6 năm trời đó. Thôi cái gì quá, gọi này bỏ đi, mình bỏ ơi đâu mày, mình đâu còn làm PT nữa đâu. Tôi bỏ. Thôi cất đi anh ơi. Anh không đem đấu giá đi. Cái này anh đem đấu giá là bao đẹp luôn á. Bao nhiêu tiền luôn. Em làm giàu cho anh đổi gì nữa, trời trời. Trời. Cái đầu mày cái hình tâm gì mà nó phá dịch xịt nhà cửa nè. Ôi là trời. À, tao rửa cho mày coi nè nghe. Không ra một cái mày no đòn của tao nè. Đó. Đó, ra đâu? Bên Picasso mà sao ra được ba? Mày hay lắm. Trời ơi trời, cái gì đây? Trời tôi mệt ông quá ông vậy ơi. Thấy gì không? Băng keo nè thằng cha nội, ông nội. Đây nè ông nội, tháo giùm tôi cái ông nội ơi. Ủa gì vậy? Mệt ghê luôn. Đậu hổng mày chơi đâu nữa rồi chị. Đó, vừa lòng ông anh tôi chưa? Mày hên đấy nè. Cái hình này mà nó hư một cái, bữa nay mày tới số của tao luôn. Nè, cho biết cảm nhận, cảm nghĩ mọi người. Nè, cho mọi người biết cảm nghĩ của ông anh mình. Mày vô, mày lau cái nhà tao kìa. Mày xách bánh cái nhà tao chơi kìa.
Thôi làm chi, để làm kỷ niệm. Để làm kỷ niệm thôi, la làm gì. Mày hên á, bữa nay mày hên á, mày chơi nè mày hên á. Mày xịt chỉ mấy nhảy chứ, lôi mà đau nhà tao. Trời ơi, tức lắm á, tức lắm á, tức lắm biết sao giờ, trời ơi. Chờ đó. Tức lắm biết sao giờ. Trời đó, hay lắm, trời đó. Chưa đâu, trời đó đi. Trời ơi. Nhìn ông anh tôi có vẻ cay nha. Tấm hình còn nguyên mà ông anh tôi có vẻ cay nha. Ôi. Trời đó. Vô lão nhà mày. Bánh nhà tao chân rồi. Sao ok không trời, anh em mình uy tín viên đội nữa trời. Uy tín, mày uy tín. Mày vô mày lo lão nhà kìa. Hình mày hên bữa nay là thoát kiếp này mấy rồi, bữa nay là mày no lo. Thực lắm, thực lắm. Cây, cây. Cây biết làm gì mình vợ. Biết làm gì mình vợ. Trời ơi. Ôi. Ta đẹp vậy nè. Lấy sơ đi, cái gì đó lên. Cũng hên cho mày, bữa nay mày dán mày keo nha. Mày dính hình một cái nha. Một hộp non đồn tao. Gao tao lao không gao một cái đi mà tí khẩm. Dán mấy nhạy hết trơn vậy nè. Biết mày. Dẹp máy mày. Quay gì. Quay. Tức trời tức lắm. Thù này không trả là ta không phải là động phòng, không phải là quạt đâu.